Đây là chương trình 60 giây sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, mang đến những thông tin đáng nghe và đáng xem. Chương trình sáng nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Câu chuyện 60 giây về người lái xe ôm hút đinh để thí sinh đi thi an toàn. Nhờ cách cho ăn này, sau 20 ngày đàn heo con mất mẹ cân nặng 4-5kg một con. Thưa quý vị, mở đầu sẽ là câu chuyện ấm lòng người vào sáng nay trong thời điểm diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Tranh thủ những lúc rảnh rỗi, ông Đinh Minh Cảnh thường kéo xe rong ruổi trên quốc lộ 1, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh để hút đinh với mong muốn người dân được lưu thông an toàn hơn. Những ngày qua khi bắt đầu kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, ông Cảnh lại tất bật với công việc ý nghĩa này hơn. Nhiều năm nay, ngoài công việc chạy xe ôm, ông Cảnh thường đi thu gom đinh và các vật sắc nhọn trên đường để người đi đường được an toàn. Thời điểm học sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, ông tăng tần suất đi kéo xe hút đinh và vật sắc nhọn tại đoạn đường trên. Thì mình đi khoảng chừng 3 cho đến 4 lần một tuần. Nhưng mà những cái ngày mà có các em mà đi thi như vậy á, thì cái tần suất của mình đi thì nói chung là mỗi ngày mỗi đi. Tại vì là cái vai trò thi cử của các em rất là quan trọng. Cái công việc của mình thì mình nghĩ là chuyện bình thường, góp một phần nhỏ bé chút xíu thôi cho các em được thi cho nó thuận lợi hơn. Trung bình mỗi lần ông Cảnh kéo xe hút đinh chạy khoảng 15 km trên tuyến quốc lộ 1. Cùng với sự kiên quyết vào cuộc xử lý nạn đinh tặc của công an huyện Bình Chánh, việc làm của ông Cảnh đã góp phần đảm bảo an toàn giao thông cho người đi đường khi lưu thông qua khu vực này. Những ngày này, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại khu phố ấp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đang vui mừng phấn khởi chờ đến ngày 1 tháng 7, thời điểm áp dụng chế độ lương mới. Nhắc nhở người dân không câu cá hay tuyên truyền về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy là công việc quen thuộc của các bảo vệ tổ dân phố ở phường 2, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Đảm nhiệm nhiều công việc, nhưng hiện tại mức hỗ trợ và trợ cấp cho họ chỉ là khoảng 2,5 triệu đồng một tháng. Lương như vậy thì chắc chắn là không đủ rồi. Vợ có buôn bán thì mình hỗ trợ phụ vợ đỡ mướn người ta, thì lấy cái phần nhân đó mình nhân lên, đỡ kinh phí cho gia đình. Mới đây, thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua nghị quyết quy định tiêu chí thành lập tổ bảo vệ an ninh trật tự có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 sắp tới. Những người tham gia tổ bảo vệ an ninh trật tự tại khu phố ấp sẽ nhận mức lương từ 6 triệu đồng cùng nhiều chế độ khác. Anh em cũng sẽ sẵn sàng cố gắng để làm sao cho thành phố của mình không còn tội phạm. Anh em cũng rất là phấn khởi, tin tưởng vào cái sự lãnh đạo của các ban ngành đoàn thể. Ngoài lương, thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự còn được hỗ trợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đặc biệt khi làm nhiệm vụ vào ngày nghỉ, ngày lễ sẽ được bồi dưỡng 600.000 đồng mỗi người một ngày. Ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ phát hành 600.000 thẻ đi tàu thuộc tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên trong thời gian đầu khi khai thác thương mại. Hiện tại ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh đang cùng nhà thầu Hitachi và các bên liên quan xây dựng lắp đặt thử nghiệm và đào tạo vận hành, bảo dưỡng hệ thống thu phí tự động AFC cho tuyến metro số 1. Hệ thống AFC sẽ cung cấp khoảng 5 triệu thẻ thông minh không tiếp xúc, còn gọi là thẻ IC để đi tàu. Thẻ này bao gồm 3 loại vé cơ bản, vé một chặng, còn gọi là vé lượt, vé ngày, bao gồm 1 ngày và 3 ngày, và thẻ nạp tiền, còn gọi là vé tích tiền và trừ dần khi khách đi tàu. Theo thông tin mới nhất từ Ban Quản lý Đường sắt Đô thị TP.HCM, Metro Bến Thành Suối Tiên sẽ khai thác thương mại trong quý 4 năm nay. Dù đã bị đưa vào danh mục cấm nhập khẩu, nhưng tôm hùm đất, một loài động vật ngoại lai nguy hại vẫn được chào bán công khai trên mạng xã hội và một số chợ đầu mối hải sản trong nước, ghi nhận tại một số chợ hải sản lớn tại Bà Rịa Vũng Tàu. Chợ Xóm Lưới, thành phố Vũng Tàu là địa điểm chuyên kinh doanh các loài hải sản cả tươi sống và chế biến sẵn phục vụ người dân địa phương và du khách. Có rất nhiều loài tôm hùm được bán tại đây. Bán tôm hùm này không ạ? Hầm bông với hầm bình thường, hầm của Việt Nam mình không à. Còn hầm đất là cái hầm nhỏ nhỏ xíu phải không? Không có, thấy ai bán đâu. Chợ hải sản phường 1 có khoảng 20 tiểu thương kinh doanh hải sản tươi sống và sản phẩm khô đóng gói, nhưng hầu hết đều từ nguồn đánh bắt của ngư dân trong tỉnh. Chủ yếu là thực phẩm từ biển vào phơi khô, mình buôn bán ra con, chứ không có nhập từ nước ngoài vào. Tôi cũng khuyên bà con là không nên mua bán những cái loại mà không có rõ ràng, nguồn gốc nó không rõ ràng. Là cái loại mà tôm hùm đất như anh nói là tuyệt đối ở chợ hải sản Tàu là không có bán. Tổng cục Hải quan vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị hải quan tại các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm soát việc nhập khẩu mặt hàng tôm hùm đất, kịp thời ngăn chặn đối với các hành vi vận chuyển trái phép các mặt hàng này vào Việt Nam.
Mấy ngày qua, hình ảnh một người đàn ông cho cả đàn heo con uống sữa bằng giá gỗ gây thích thú với người dùng mạng xã hội. Người xuất hiện trong video là ông Nguyễn Trọng Tuấn, 55 tuổi, ngụ xã Nghĩa Đông, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Cách đây một tháng, con heo mẹ trong gia đình ông sinh được 14 con. Tuy nhiên, sau 2 ngày sinh, do thời tiết nắng nóng, kém ăn nên heo mẹ đã chết. Một số thương lái đặt vấn đề mua cả đàn heo sữa với mức giá 100.000 đồng một con, nhưng ông Tuấn không đồng ý bán mà quyết định để lại nuôi. Ông nảy ra sáng kiến làm giá đặt bình sữa để đỡ tốn thời gian công sức chăm heo con. Đến nay, sau hơn 20 ngày tuổi, đàn heo đạt trọng lượng 4-5kg một con và chuyển sang tập ăn cám. Trong phần an ninh trật tự, Công an Bình Phước bắt được nghi phạm hiếp dâm trẻ em. Và An Giang truy bắt nhanh con nghiện đánh người cướp xe máy. Thưa quý vị, theo sau thông tin vụ lẻn vào nhà và tấn công tình dục trẻ em mà 60 giây đã đưa tin vào ngày 15 tháng 6, Công an huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước đã bắt giữ nghi phạm Nguyễn An Bình, 48 tuổi, ngụ phường An Lộc, thị xã Bình Long để điều tra làm rõ về hành vi hiếp dâm trẻ em và cướp tài sản. Thông tin ban đầu tối ngày 13 tháng 6, Bình nhờ một người lấy xe máy chở vào khu vực xã Minh Tâm, tìm nhà có sơ hở để đột nhập chiếm đoạt tài sản. Khi đến khu vực đầu dốc thuộc ấp 4, Bình xuống xe, một mình đi bộ vào trong ấp. Đến rạng sáng 14 tháng 6, Bình đột nhập vào nhà anh C, 29 tuổi. Thời điểm này, vợ chồng anh C đi cạo mũ cao su, chỉ có bé V, 10 tuổi và T, 6 tuổi ngủ ở phòng khách. Bình dùng dao khống chế, hiếp dâm bé V, sau đó cướp một điện thoại và một xe máy ở nhà nạn nhân, rồi tẩu thoát, đưa đi tiêu thụ ở huyện Lộc Ninh. Đến hôm qua, lực lượng công an đã phát hiện và khống chế Bình khi đối tượng đang lẩn trốn ở phường Minh Hưng, thị xã Chơn Thành. Cũng trong hôm qua, huyện ủy huyện Hớn Quản đã khen thưởng đột xuất cho đội cảnh sát hình sự công an huyện Hớn Quản trong công tác đấu tranh triệt phá vụ án. Chỉ trong tích tắc, khi năm công nhân đang mua hộp khẩu trang, đối tượng đã bẻ khóa xe máy của anh rồi vụt đi mất. Vụ việc xảy ra ở thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Vụ việc xảy ra trên đường 22 tháng 12, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Lúc đó, 6 giờ 30 phút, nam công nhân tên Trần Văn Khanh, 45 tuổi, chạy xe máy trên đường đi làm thì ghé tiệm thuốc để mua hộp khẩu trang. Sau khi vừa dựng xe quay lưng đi thì ngay lập tức xuất hiện hai đối tượng đi xe máy đến. Một đối tượng tiếp cận bẻ khóa xe máy của anh Khanh. Trong tích tắc, đối tượng này đã bẻ khóa thành công rồi leo lên xe tẩu thoát. Camera quay lại diễn biến vụ trộm sau đó được đăng tải lên mạng xã hội đã khiến nhiều người chú ý vì hai tên trộm quá táo tợn. Nạn nhân cho biết xe mới mua được vài tháng, đang trả góp. Tối qua trên quốc lộ 1A đoạn qua phường 10 thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải và xe máy. Theo người dân chứng kiến vụ tai nạn kể lại, vào khoảng 21 giờ 10 ngày 27 tháng 6, xe ô tô tải mang biển kiểm soát tỉnh An Giang đang lưu thông trên quốc lộ 1A hướng đi từ thành phố Hồ Chí Minh về miền Tây. Trong lúc xe đang đi đến đoạn ngã ba giao nhau giữa quốc lộ 1A và quốc lộ 50 thành phố Mỹ Tho thì tài xế điều khiển phương tiện rẽ trái. Cùng thời điểm này, xe máy mang biển kiểm soát tỉnh Long An do một thanh niên điều khiển chờ tới và thắng gấp. Vụ việc khiến xe máy và người lọt vào gầm của chiếc xe tải và bị chiếc xe tải kéo lê dưới đường. Sau tai nạn, năm thanh niên bị thương nên được tài xế và người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Nhận được tin báo, công an tỉnh Tiền Giang đã có mặt điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự đối tượng Đỗ Trần Huy, sinh năm 1987, trú phường Mỹ Thạnh để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, hơn 5 giờ chiều ngày 24 tháng 6, Huy đang ngồi tại quán nước vỉa hè ở phường Mỹ Thạnh thì thấy ông Phan Văn Khanh sinh năm 1967, trú phường Vĩnh Thạnh chạy xe máy ngang qua. Sau đó Huy đuổi theo, đánh ông Khanh rồi cướp xe. Trong cốp xe có 490.000 đồng, Huy lấy mua ma túy sử dụng hết 200.000 đồng, sau đó đem chiếc xe của ông Khanh đi cất giấu rồi về nhà. Đến rạng sáng 25 tháng 6, lực lượng công an phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên đã xác định và mời Huy về trụ sở làm việc. Huy đã thừa nhận toàn bộ hành vi. Hiện vụ việc đang được lực lượng tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Một đường dây buôn bán mỹ phẩm giả số lượng lớn vừa bị đội 6 Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội triệt phá. Cầm đầu đường dây này là Nguyễn Thị Ngọc, sinh năm 1995, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội. Lực lượng chức năng thu giữ 30 tấn dầu gội, dầu xả, ủ tóc, dầu dưỡng tóc mang các nhãn hiệu nổi tiếng, không hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, cùng nhiều vỏ hộp tem nhãn mác.
Qua giám định, hơn 5.200 sản phẩm nhãn hiệu Olex là hàng giả trị giá hơn 570 triệu đồng, 998 thùng dầu gội, dầu xả, dưỡng tóc, ủ tóc các nhãn hiệu qua lại. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh làm rõ. Theo cơ quan chức năng, các đối tượng nhập hàng từ Trung Quốc, sau đó kết xấu ở 5 địa điểm xa khu dân cư tại Hà Nội, Hưng Yên và chào bán hàng trên mạng xã hội. Hiện Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về hành vi buôn bán hàng giả. Ở phần thế giới cập nhật, chuyên gia bảo tồn cảnh báo voi lùn Borneo chỉ còn 1.000 con. Và cửa hàng thịt làm xúc xích chào mừng Euro 2024. Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 27 tháng 6 hy vọng sẽ đạt giải pháp đồng thuận với Liên minh châu Âu về áp thuế xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc. Kế hoạch này của EU dự kiến có hiệu lực từ tuần sau, với mức thuế tạm thời lên đến 38%. Thông báo của Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết Bắc Kinh hy vọng tìm kiếm giải pháp đồng thuận với EU thông qua đàm phán. Hiện các nhóm làm việc của hai bên vẫn duy trì liên lạc chặt chẽ nhằm xúc tiến công tác liên quan, tránh leo thang căng thẳng giữa hai bên. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh EU đang có kế hoạch áp thuế tạm thời lên tới hơn 38% đối với xe điện Trung Quốc từ ngày 4 tháng 7. EU tiến hành các cuộc điều tra kéo dài đến tháng 11 để đánh giá chi tiết liệu doanh nghiệp Trung Quốc có được hưởng trợ cấp không công bằng hay không. Đến thời điểm đó, nếu EU áp thuế chính thức, xe điện Trung Quốc sẽ phải chịu thuế theo quyết định trong 5 năm. Ngày 27 tháng 6, Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế IUCN đã bổ sung loài voi lùn đảo Borneo, Indonesia vào danh sách các loài bị đe dọa. Trước khi được thêm vào danh sách, đây là quần thể voi duy nhất không phải đối diện với nguy cơ tuyệt chủng. Theo IUCN, phân loài quý hiếm này hiện chỉ còn lại khoảng 1.000 cá thể trong thiên nhiên. Trong 75 năm qua, số lượng cá thể của loài giảm mạnh do các yếu tố như nạn săn trộm ngà voi, mất môi trường sống do gia tăng dân cư trên đảo, voi nuốt nhầm hóa chất công nghiệp hay bị xe cộ đâm trúng. Nếu như loài voi này biến mất, cảnh quan và những loài phụ thuộc cũng sẽ bị ảnh hưởng. Do đó, cảnh quan và hệ sinh thái đảo Borneo cũng sẽ thay đổi. Voi Borneo là một loài ít được biết đến trên thế giới, thậm chí còn bị nhầm lẫn với loài voi Sumatra. Với việc được liệt kê vào sách đỏ, nhiều nhà khoa học cho biết các nghiên cứu về loài này sẽ được thực hiện kỹ càng hơn, do đó nỗ lực bảo tồn cũng sẽ tốt hơn. Trong ngày 27 tháng 6, IUCN cũng cho biết một số loài rắn ngoại lai xâm nhập vào quần đảo Canary và Ibiza đang khiến nhiều loài bò sát đặc hữu bị đe dọa tuyệt chủng. Còn tại Chile, biến đổi khí hậu cũng đang đe dọa nhiều loài xương rồng. Trong không khí nước Đức sôi động hơn hẳn khi mùa Euro 2024 đang diễn ra, một cửa hàng thịt tại bang Bayern đã cho ra mắt loại xúc xích có vẻ ngoài độc đáo. Với loại xúc xích này, cửa hàng muốn thể hiện niềm tự hào khi Đức trở thành nước đăng cai sự kiện bóng đá lớn nhất châu Âu. Bên cạnh đó, quảng bá một món ăn không thể thiếu với người Đức vào những dịp vui chơi tụ họp. Đây là loại xúc xích được cửa hàng của ông Klaus Bobo sáng tạo. Điểm đặc biệt của loại xúc xích này là có 3 màu của cờ Đức và từ những nguyên liệu đa dạng. Tôi đã có một buổi thảo luận thân mật với những người trong cửa hàng. Ban đầu mọi người chỉ nghĩ đến việc làm những cây xúc xích thuần một màu vàng, đen hoặc đỏ. Nhưng sau đó chúng tôi muốn sản phẩm trở nên phá cách và nghệ thuật hơn, mang đậm tinh thần của cửa hàng. Do đó chúng tôi suy nghĩ cách làm nên xúc xích 3 màu. Không chỉ đẹp mắt, xúc xích của ông Bobo cũng được đánh giá cao về hương vị cũng như độ đặc vừa phải. Ông cho biết để làm nên một chiếc xúc xích như vậy, cửa hàng phải mất 4 tuần. Phần màu đen được làm từ thịt heo bằm trộn với hạt poppy. Phần màu đỏ thì được làm từ thịt bò khô, còn phần vàng thì làm từ thịt gà trộn với nghệ, phô mai, kem và mơ. Hiện tại loại xúc xích này đang rất nổi tiếng và cửa hàng của ông sản xuất từ 150 đến 250 chiếc mỗi ngày. Đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc sắp tổ chức triển lãm nghệ thuật tôn vinh kiến trúc sư nổi tiếng Yeo Ming-pei. Đây là người đã thiết kế nhiều công trình nổi bật của thế giới, đặc biệt là góp phần hiện đại hóa bảo tàng Louvre ở Paris. Triển lãm mang tên I Am Pei, cuộc đời là những bản thiết kế. Tại đây, du khách sẽ được khám phá cuộc đời, phong cách sáng tạo của ông Pei thông qua các tài liệu lịch sử, vật sở hữu cá nhân, những bản vẽ phác thảo, các thước phim tư liệu và những mô hình kiến trúc. Nhiều thiết kế nổi bật của ông gồm bảo tàng nghệ thuật Hồi giáo tại Doha, tòa nhà phía đông của phòng trưng bày nghệ thuật Mỹ, thư viện John Kennedy. Cha tôi luôn coi trọng các giá trị văn hóa lịch sử khi thiết kế hơn là chú trọng vào các khía cạnh mỹ thuật. Là một người chịu ảnh hưởng văn hóa từ Đông sang Tây, do đó các thiết kế mang đậm tinh thần toàn cầu hóa.
Triển lãm sẽ được tổ chức ở Bảo tàng Văn hóa Thị giác M+ tại khu văn hóa Tây Cửu Long, Hồng Kông từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 5 tháng 1 năm 2025. Thưa quý vị, tại thủ đô Paris của Pháp, các khâu chuẩn bị cho lễ khai mạc Thế vận hội Olympic Paris 2024 đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng trước khi chính thức khai mạc vào ngày 26 tháng 7 sắp tới. Dự kiến Thế vận hội sẽ quy tụ 10.500 vận động viên từ 206 quốc gia. Sau đó, chỉ vài tuần, Paris sẽ là chủ nhà của 4.400 vận động viên Paralympic. Phát biểu tại sân vận động tạm thời được dựng dưới chân tháp Eiffel, nơi sẽ diễn ra một phần của lễ khai mạc, đại diện ban tổ chức cho biết đã chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo an ninh cho các địa điểm, đặc biệt là tuyến đường dọc sông Seine, nơi các đoàn Olympic sẽ diễu hành trên thuyền. Sau khi các vận động viên tham gia diễu hành trên sông Seine, họ sẽ quay trở lại sân vận động Trocadéro và xem các màn trình diễn nghệ thuật. Chúng tôi đã chuẩn bị với rất nhiều ý tưởng sáng tạo. Chúng tôi cảm thấy rất háo hức. Trong ngày 27 tháng 6, Paris đã ra mắt một siêu cửa hàng Megastore trên đại lộ Champs-Élysées, nơi bày bán 300 sản phẩm đa dạng, từ linh vật, áo phông cho đến các mô hình tháp Eiffel thu nhỏ. Paris hiện tại đang vô cùng sôi động trước thềm Thế vận hội, không khí thể thao đang ở khắp mọi nơi. Được biết, cửa hàng dự kiến sẽ đón hàng ngàn lượt khách mỗi ngày và mở cửa hàng ngay trong thời gian diễn ra Thế vận hội. Cũng trong ngày 27 tháng 6, những người hâm mộ môn đua xe đạp đã tập trung tại thành phố Florence của Italia, vì năm nay giải Tour de France 2024 sẽ bắt đầu tại nơi này. Đây là lần đầu tiên giải đua khởi tranh tại Italia mà người hâm mộ tại thành phố Florence mong chờ đã lâu. Tôi ở Florence và tôi đã chờ đợi ngày này từ lúc có thông báo rằng giải đua sẽ khởi tranh tại đây. Tôi và mọi người rất hào hứng với bầu không khí này. Giải đấu được kỳ vọng sẽ có khởi đầu bùng nổ với 7 chặng leo núi xếp hạng trong chặng đầu tiên của cuộc đua kéo dài 3 tuần. Trong đó, đoàn đua sẽ rời Italia và đến Pháp ở chặng 4, nơi hành trình leo núi cao bắt đầu. Cuộc đua bắt đầu từ Florence vào ngày 29 tháng 6, kéo dài đến ngày 21 tháng 7. Đây cũng là lần đầu tiên giải đấu không kết thúc ở Paris. Thông tin cập nhật, thưa quý vị, tối ngày 27 tháng 6 tại ngã tư Lê Quý Đôn, Nguyễn Văn Trỗi, phường 1 thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn nghiêm trọng. Ô tô biển kiểm soát Bà Rịa Vũng Tàu do nữ tài xế điều khiển bị mất lái, tông hàng loạt xe máy khiến hai người tử vong, nhiều người bị thương. Theo thông tin ban đầu, ô tô chạy từ hướng đường Lê Hồng Phong đến Nguyễn Văn Trỗi. Khi tới ngã tư này, xe va chạm với một xe máy trên đường rồi tông hàng loạt xe máy đang dừng đèn đỏ. Sau khi va chạm với loạt xe máy, ô tô tiếp tục tông vào trụ đèn bên đường Lê Quý Đôn rồi dừng lại. Tại hiện trường, xe máy nằm ngổn ngang, phần đầu ô tô bị hư hỏng nặng. Nhiều người dân đã nhanh chóng sơ cứu, đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Vụ tai nạn làm hai phụ nữ tử vong tại chỗ, nhiều người bị thương nặng. Cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 60 giây sáng nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 18 giờ 30 phút chiều nay với những thông tin cập nhật. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.